đồ gỗ Sơn Đông xin trân trọng kính chào quý khách. Và trên mắt màn hình của mọi người đây là hai mẫu bàn phấn được chạm theo cùng kiểu hoa hồng với hai chất liệu khác nhau, một bên là chất liệu gỗ đỏ và một bên là chất liệu gỗ cẩm lai. Thì ngày hôm nay Danny sẽ giới thiệu về chức năng cũng như là giá trị của chiếc bàn phấn hoặc là gọi là bàn trang điểm ngày hôm nay với kiểu chạm cực kỳ sang trọng và đẳng cấp, mẫu chạm hoa hồng. Bây giờ thì xin mọi người đi vào chi tiết của từng chiếc bàn trang điểm ngày hôm nay nhé. Và đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu với chiếc mẫu bàn phấn chạm hoa hồng chất liệu là gỗ và đỏ. Với mẫu bàn phấn ngày hôm nay sẽ có kích thước chiều ngang là 1m2 với thiết kế mỗi bên như thế này, có 3 phần học kéo. Chúng ta sẽ nói đầu tiên về phần thiết kế, và một bên được thiết kế một cánh cửa lớn và một học kéo ở phía trên. Tất cả không gian đều được Sơn Đông khai thác để cho quý khách hàng có thể sử dụng tối đa, tiện lợi. Những không gian cực kỳ rộng rãi và thoải mái để cho quý khách hàng dễ dàng cất giữ, lưu trữ những cái món đồ cần thiết trong gia đình, đặc biệt là dành cho những chị em phụ nữ. Với kiểu chạm là mẫu hoa hồng là một trong những biểu tượng của người phụ nữ, thể hiện lên được sự đẳng cấp sang trọng với khung gương cực kỳ lớn, dễ dàng cho quý chị em có thể nhìn ngắm bản thân của mình, vẻ đẹp của mình trong chiếc gương, và hỏa sắc chúng ta có thể trang điểm hoặc là kết hợp những cái mẫu trang phục. Và trên chiếc bàn trang điểm sẽ có những cái ngăn hộp kéo nhỏ như thế này và được thiết kế rồi. Những cái ngăn hộp kéo nhỏ như thế này đều được đội kỹ thuật của công ty Sơn Đông thiết kế rất là sạch sẽ và đặc biệt. Với 5 lớp sơn thì sẽ bảo trì được tối đa giá trị sử dụng của bàn phấn. Tay nắm được sử dụng gỗ 100%. Bề mặt gỗ cực kỳ láng mịn và trơn tru, kèm với những đường nét được lục chạm sắc nét tinh tế, thì bề mặt của gỗ được xử lý rất là láng mịn, cũng như các mối nối ghép đều được đảm bảo sự chắc chắn bởi các mộc âm ở bên trong mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Phần mặt bàn thì được thiết kế kiểu khung tranh với những đường vân gỗ được tuyển chọn rất là đẹp, bề mặt láng mịn, không có hề gây cảm giác khó chịu cho chúng ta. Và mỗi chiếc bàn trang điểm bên công ty đều có một chiếc ghế ngồi, và chiếc ghế ngồi như thế này rất phù hợp với dáng ngồi của người phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là người châu Á. Tôi sẽ đi vào ngồi thử cho tất cả mọi người. Quý vị có thể nhìn kỹ cái phần để chân không có bị vướng, nó rất là thuận tiện. Ở dưới đây chúng ta còn có hiện một ngang hộp kéo lớn rất là tiện lợi. Mỗi bàn phấn ngày hôm nay được bán giá là 11.900.000 đồng với chất liệu là gỗ đỏ và kiểu chạm là kiểu chạm hoa hồng. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến thêm một chất liệu gỗ cao cấp khác, đó chính là gỗ cẩm lai xịn. Chất liệu gỗ cẩm lai này sẽ được nhập khẩu từ Campuchia và được công ty của Sơn Đông chế tạo nên một cái mẫu bàn phấn rất là sang trọng và đẳng cấp như thế này. Cũng tương tự với mẫu thiết kế bên chiếc bàn phấn cỏ đỏ lúc nãy, thì cái màu của chất liệu gỗ cẩm lai có phần sẵn hơn, đặc biệt là những đường vân gỗ rất là đẹp mắt. Rất là đẹp. Và giá bán của mẫu bàn phấn cẩm lai trị giá là 29.900.000 đồng. Tôi sẽ mở từng ngăn hộp ra cho quý khách hàng dễ nhìn hơn. Mọi người cũng có thể liên hệ trực tiếp tại địa chỉ của đồ gỗ Sơn Đông tại số 92 Nguyễn Thị Thập để có thể chiêm ngưỡng cũng như là ngồi trải nghiệm lên bộ sản phẩm. Tiếp theo đó là chiếc gương. Kích thước chiều ngang của bộ bàn phấn này thì cũng là 1m20, rất là đẹp. Và điều đặc biệt thì với bộ bàn phấn cẩm lai thì được sử dụng phần tay nắm là chất liệu đồng. Thao tác đóng mở rất là nhẹ nhàng. Ở phần hộp này chúng ta có thêm một cái phần khóa nữa, mọi người có thể để những giấy tờ
lại số hotline được in trên mạng. Quý khách hàng sẽ gọi đến số hệ thống của tin nhắn 7 là 0869018768 để được các nhân viên tư vấn, cũng như là có thể liên hệ đến các cửa hàng showroom của Sơn Đông trên toàn quốc. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể truy cập vào trang website là nộithất.com. Tại đây có update đầy đủ tất cả những cái mặt hàng nội thất dành cho các không gian trong gia đình để chúng ta dễ dàng lựa chọn. Bây giờ thì xin mời mọi người chiêm ngưỡng lại mẫu bàn phấn hoa hồng chất liệu cẩm lai cũng như là chất liệu bồ đỏ một lần nữa nha.